Biết rồi. Đây. Đây đây đây. Ôi, sáng ra đây. Sáng ra các em dậy thế này. Ôi chết rồi, thằng bố này tao sơ lý ý tí nó đổ ly một cà phê của tôi rồi. Ra. Sao làm đổ ly cà phê của mẹ rồi, nhanh thế. Vừa pha em chưa uống nữa. Lấy muỗng cả, lấy muỗng cả. Ra. Múc kìa. Chạy gà nó, chạy chết gà nó. Nó đập bạch đập nó. Đấy, nhanh thế, mẹ cháu pha ly cà phê chưa kịp uống nó làm đổ mẹ rồi. Ra. Sao con làm đổ cà phê của mẹ? Hả? Ra. Sao làm đổ cà phê của mẹ ra? Ôi giời ơi là giời. Nhanh thế gì? Ôi rút kinh nghiệm lần sau. Ôi. Ôi ôi ôi. Thôi cả mẹ tí hôm nào hơi tắm luôn. Tắm luôn để tắm luôn. Đây 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 đây. Đó, có em ngay đây. Đây. Bà cháu đang tắm cho các cháu đây. Mới pha được ly cà phê chưa kịp uống thằng gà nữa. Bà có nước nóng bên đây nè. Bà tắm luôn, có nước nóng bên này. Nước lấy nước nóng hôm nay tắm gội đầu luôn đi. Mai mốt mẹ có ý hơn mà không để cà phê như thế nữa nha. Xin lỗi nhá. Xin lỗi gà nhá. Xin lỗi gà nhá, xin lỗi bà nhá. Nha, mẹ cháu vô ý quá này bắt bà dọn. Ôi, mẹ cháu vô ý quá bắt bà dọn ơi. Cà phê đây, cà phê đổ. Ôi, đây, đây, đây. Ôi, ho rồi. Đây, đây. Ôi, ông này đã sắp hết rồi. Ôi. Đây 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 đây.
Các bạn nước nào?